Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua trong việc phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông nâng cao nhận thức của tín đồ Phật tử, đảm bảo trật tự khi tham gia giao thông. Dù vậy, nước ta vẫn ghi nhận hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông mỗi năm, khiến hơn 7.000 người chết, hơn 18.000 người bị thương. Việc đảm bảo an toàn giao thông đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, cần sự chung tay của các bộ ban ngành và các tổ chức tôn giáo. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, khẳng định trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc phối hợp, soạn thảo bộ tài liệu truyền thông, thuyết pháp, gắn các sinh hoạt Phật giáo, lồng ghép qua các khóa tu nhằm tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông. Tại đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, thay mặt Trung ương Giáo hội và Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông vì niềm an vui, lợi lạc của quần chúng nhân dân